Hi, xin chào tất cả em quay trở lại channel của mình. Mình là Zeus Blood Gaming đây. Hôm nay tiếp tục làm clip giảm lag phần 2 phiên bản Clan đại chiến cho anh em nhé. Đầu tiên mình muốn nói tiếp cái bản lag này này, bản cập nhật mới này. Nó là lỗi lag. Theo như kiểu là đầu nó lag lỗi một bộ phận gì đó ở game thôi. Rồi thấy mình thấy clip của anh Lag TV up bản V12. Net TV. Đây. Thấy mình xem mình thấy nó bình thường. Và nhiều bạn bảo lag và game muộn này. Một vài muộn trong này phát nhiều lỗi phát sinh. Rồi mất kết nối này đó. Bạn phiên này thì người ta ngoài thế. Fit mất kết nối thì người ta cũng bảo thế thôi. Rồi ok, mình nói cho các bạn biết nha. Tiếp về cách của mình, các bạn xem thì các bạn đừng có tua là sẽ không hiểu gì đâu. Ok, nếu máy các bạn rút rồi, máy bạn nào rút rồi thì dùng được, không rút cũng dùng được đấy. Đây các bạn nhìn cửa hàng play cho mình. Anh nhầm cửa hàng play, bạn tìm cho mình switch game. Đây chính nó, đợi nó lát xíu, mạng mình yếu mà các bạn đợi. Đây đấy các bạn đợi tí, đây là app đấy đó. Đây các bạn thấy chưa, người ta bật cho nên còn không lát. Ok đó. Các bạn mở ra cho mình, các bạn mở ra cho mình nha. Nó rất dễ dàng, nó như này thôi. Đấy, các bạn kiểm tra mạng này. Cơ mình tận 100Mbps tại vì mạng mình yếu mà. Nhà mình không có wifi. Thì app clip cho anh em lại phải đi bắt trộm. Đó, 159. Rồi, các bạn thấy cái giọt bot này không? Mình đang xoay xoay này, đợi mình xí. Đâu ta? Đây, các bạn này, bot này, đấy. Rồi các bạn bot, đấy nó bot tinh, các bạn chạy. Nếu mà các bạn nào ấy đang chơi một giật ấy, các bạn đang chơi một giật ấy, đang chơi game ví dụ nha, các bạn đang chơi game đúng không, thì các bạn cũng có thể thoát ra, các bạn vẫn switch rồi các bạn ấn bot thì nó vẫn quay lại trận đấu thôi, chứ không bị mất như cái clip trước mình làm nha. Phiên bản Clan đại chiến này thì rất lag, nên là các bạn, mình mong các bạn đừng có tua clip và làm theo nha. Rồi tiếp theo là Buster, các bạn tìm Buster cho mình. Các bạn tìm Buster cho mình. Đây, Buster Rolus. Đấy, các bạn tìm lại cho mình nha. Các bạn mở lên. Các bạn chỉ việc ấn là nó tự support cho tất cả các bạn. Ok. Có cái này root thì chắc có lẽ là nó sẽ chạy mượt hơn xí. Và các bạn nào trong game các bạn thoát ra cũng như cái app Switch Gamer kìa. Đấy thì nó rất mượt thôi. Đó. Mình giới thiệu tiếp mà cái app Hibernate đấy. Là cái app này mình giới thiệu rất nhiều lần. Trong các clip trước mình đã giới thiệu rồi. Nên phiên bản Clan đại chiến này các bạn làm, các bạn vẫn phải sử dụng ba app này cho mình. Để tăng FPS bình ổn rồi có bác vào game sớm đó. Ok các bạn cứ làm theo mình nha. Mình nghiên cứu làm clip cho tất cả các bạn thì các bạn nhớ ủng hộ mình nha. Bị lỗi gì rồi ấy? Chắc vừa đây. Các bạn ấn on lên cho mình, các bạn ấn nút giữa. Đây nha, các bạn phải cho cái hình khóa này. Các bạn cho hình khóa này, đấy, cái hình khóa này. Màu xanh ấy nha. Các bạn đừng cho nó màu đỏ, đấy, đây màu đỏ đúng không? Thì các bạn phải bật lên cho màu xanh. Ơi, ok. Rồi. Các bạn nào thấy tốt thì cho mình xin một lượt đăng ký trong bản Clan phiên bản đại chiến, Clan đại chiến này. Theo mình nghĩ bản này rất lag nên là các bạn phải làm theo mình nha. Đây phần 2, phần 3 mình sẽ up sau. Ok. Mong các bạn sẽ đăng ký kênh mình. Hiện tại kênh mình đã được 380 người đăng ký rồi và được 24.000 giờ. Rồi làm cái clip này cũng suy nghĩ rất nhiều nên là các bạn giúp mình đạt tầm 100.000, cả đâu 240.000 giờ,
240.000 lượt xem để mình bật kiếm tiền, rồi mình sẽ làm các clip event nhỏ cho anh em. Nếu mà kênh đạt được 500 sub này, 1.000 sub thì mình sẽ làm clip tặng ad cho anh em, ad danh bạch kim này, danh vàng này, danh bạc nhưng mà nhiều tướng có ngọc này, rồi đó. Nếu anh em thấy ổn đấy, các bạn nhớ đăng ký kênh cho mình nha. Rồi, giúp mình đạt 1.000 sub. Xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Ok, bye bye.